Đấy thì rất nhiều anh em hỏi rằng là phá vỡ như vậy thì làm sao để tạo ra được cái file mà nó bị khóa như vậy, không thể chỉnh sửa và có thể là không có một cái thao tác gì trên đó. Ok, bây giờ anh em sẽ tiến hành là rất là quan trọng, hồi hộp đúng không ạ? Convert để xem thành quả. Và đây là file bản vẽ mà nó đã khóa lại rồi. Hello, xin chào, năm chào anh em. Lại là tớ Nguyễn Quang Thuận đây. Rất nhiều anh em đã xem cái bản vẽ, xem cái bài video về hướng dẫn phá một cái bản vẽ block mới insert này. Đấy, phá khóa bản vẽ AutoCAD và được được hơn 34.000 lượt xem rồi, gần 500 lượt like. Đấy thì rất nhiều anh em hỏi rằng là phá vỡ như vậy thì làm sao để tạo ra được cái file mà nó bị khóa như vậy, không thể chỉnh sửa và có thể là không có một cái thao tác gì trên đó. Thế thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách để chúng ta có thể tạo ra được cái file bản vẽ bị khóa như vậy nhé. Và rất nhiều anh em sẽ cảm thấy là cần thiết trong cái trường hợp mà mình không muốn cho ai chỉnh sửa điều chỉnh cái file bản vẽ của mình cả. Ok, let's go. Đó, ví dụ là một cái file có nhiều bản vẽ như này. Tôi sẽ mở một cái file thứ hai, tách riêng ra, tức là nhỏ hơn, nó có chỉ có một bản vẽ thôi, nó rất là nhẹ và file có nhiều bản vẽ. Dạ, test nhanh cho anh em. Đầu tiên thì để mà đây là nguyên liệu này và cái phần mềm mà tôi sẽ để link tải ở cái mô tả của video nhé, hoặc là link dòng comment thì anh em sẽ để cái tải cái phần mềm này, nó có tên là DMG Lock 2018 và khi giải nén ra thì anh em sẽ được cái tên phần mềm nó là Lock DMG.exe này. Dạ, anh em chỉ việc kích đúp thôi và nó hiển thị ra một cái bảng hộp thoại giao diện như này. Dạ, và cái này nó sẽ có cái thời hạn sử dụng miễn phí chỉ khoảng 15 ngày thôi. Đấy. Còn nếu anh em muốn mua và dùng vĩnh viễn thì hãy ủng hộ tác giả nhé. Ok được chưa ạ? Tại đây thì mình đang sử dụng bản dùng thử 15 ngày. Tại đây thì anh em có các phân vùng như sau. Đầu tiên là thêm file mới này. Thứ hai là output folder. Là số 2. Tức là lựa chọn cái đầu ra cho cái tập tin bản vẽ khóa đó, và cái số 3 đó là convert, tức là các bạn tiến hành quá trình khóa bản vẽ. Còn lại một số những cái tính năng khác như là tạo mật khẩu cho bản vẽ khóa này, hay là có muốn phá vỡ tất cả block khi mà các bạn tiến hành khóa bản vẽ hay không, cái này thì các bạn có thể tùy chọn thêm nhé, nghịch thêm nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chọn file này. Đầu tiên là test cái file nhà Hà 02 này trước, là chỉ có một bản vẽ thôi. Open. Ok, mình sẽ chọn đầu ra. Browse. Chọn desktop. Mình chọn cùng một cái file test block này. Ok, bây giờ anh em sẽ tiến hành là rất là quan trọng, hồi hộp đúng không ạ? Convert để xem thành quả. Ok, bây giờ anh em có thể mở quay lại rồi, chỉ trong vòng một tầm một nốt nhạc thôi. Test block này. Và đây chính là cái file nó tạo mới cho ta, nó có thêm chữ L, đuôi L sau. Đó. Anh em bấm ok. Và cái file lock nó tạo ra nó có một cái chữ dòng chữ của đính web bản quyền thôi. Và đây là cái file mà các bạn kích đúp vào, nó giống nó đã là một cái block mới insert rồi. Đúng không ạ? À, không thể chỉnh sửa, không thể làm gì được, giống như cái file cái video mà tớ hướng dẫn anh em cách phá khóa này thì cái trường hợp nó tương tự như vậy. Đó, ok rất là hay. Bây giờ thử tiếp với lại cái file nhiều bản vẽ này thử xem nó có nhanh không nhé. Bây giờ anh em sẽ vào add file với file nhà Hà. Đây, file này file rất nhiều bản vẽ, có thể nặng để xem nó có xử lý nhanh hơn không nhé. Các bạn kích chọn file cần mới thêm vào này, chọn convert. Đó, file nặng thì nó sẽ chạy loading luôn một chút. Ok, nhưng mà cũng chỉ vào vài giây thôi, anh em thấy cũng rất là nhanh. Và đây là file bản vẽ mà nó đã khóa lại rồi và cũng có một cái dòng chữ tên website này. Đấy, anh em thấy không? Và khi này thì kích vào nó chỉ là một block mới insert thôi. Đấy, không thể cho phép chúng ta chỉnh sửa điều gì cả. Đấy ạ. Đó. Chuẩn luôn. Đấy, vậy là anh em đã trả lời câu hỏi là cách để tạo ra một mẹ khóa nhé. Tại đây thì mình lại có chuẩn bị luôn cái lib mới insert, tức là giải độc cho các bạn luôn. Giải khóa, mở khóa luôn. Đây chính là cái file này. Đấy, mở insert này. Bây giờ mình thử add vào đầu tiên file đầu tiên nhỏ này nha. Các bạn chọn AP này. Đấy, load cái clip này vào.
Xplode M này, loát này. Ok, bây giờ các bạn gõ lại Xplode M này. Đấy, chọn file nhập một ký tự bất kỳ, nhập số 1 đấy chẳng hạn. Đấy nha, bạn nhấp ok. Và các bạn nó hỏi các bạn là có muốn gì, phá khóa hay không? Yes. Z cách, E cách. Đó, và bảng ta đã được phá rồi. Nhưng tuy nhiên khi mà phá xong thì nó sẽ gặp một số cái trường hợp là nó hiển thị ra những cái ký tự này, thì mình cũng đã hướng dẫn anh em rồi là dùng lệnh filter đúng không? Đấy, filter đấy, để bộ lọc này. Các bạn chọn toàn bộ đối tượng này. Hay chọn vào cái đối tượng một cái ký tự mà các bạn đang muốn muốn xóa này, một cái chữ 8683 này, đấy. Phát tài phát lộc thì đó. Và khi này anh em lại chọn mấy cái chỉ giữ lại cái thuộc tính đầu tiên là object này thôi. Đây, giữ lại cái thuộc tính object này. Còn lại xóa hết. Sau đó bạn nhấn apply và quét qua bản vẽ cách. Đó, và nó sẽ sáng các bạn nhập với E cách. Đó, vậy là bản vẽ chúng ta đã trở về lại trạng thái nguyên bản. Rất tuyệt vời. Tiếp theo là bản vẽ 02 là X plot M này. Anh em gõ đúng lệnh tên lib nhé. Chọn vào để nó load và tiến hành gọi là phá khóa. Nhập một ký tự bất kỳ số 1 chẳng hạn. Ok. Và nó hỏi yes no no, bạn nhớ chọn y yes. Chờ đợi kết quả nhé. Ok. Rất là tuyệt vời, nó cũng đã phá khối thành công cho chúng ta. Anh em thấy không? Đó. Và khóa thành công rồi. Đó. Nó hiển thị ra mấy cái ký tự kiểu lock này thì anh em dùng lệnh filter nhé. Tương tự lệnh. Đó. Chọn object. Đó. Ví dụ chọn cái số này ạ. Và xóa hết tất cả những cái thuộc tính khác đi trong cái bảng filter này. Chỉ để giữ lại cái bảng là object bằng attribute này. Đó. Giữ lại và chọn un apply và quét qua toàn bộ đối tượng, toàn bộ của các bản vẽ này cách. Và đây khi nó sẽ chọn cho chúng ta tất cả những cái text chữ là attribute này, bạn chỉ việc là xóa đi thôi. À, xóa đi và bản vẽ chúng ta đã trở về nguyên bản. Ok, thật là tuyệt vời đúng không các bạn? À, mình vừa chia sẻ với bạn cái cách thức rất là hay và mong anh em sẽ giúp ích được anh em trong quá trình mình làm việc nha. Và nếu anh em nào muốn học AutoCAD từ con số 0 thì hãy bấm vào cái link bên dưới. Hiện tại mình tớ đang có một cái khóa học dành cho anh em muốn học AutoCAD từ cơ bản cho đến nâng cao, học từ con số 0 nhé. Và tớ sẽ người trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ anh em trong xuyên suốt khóa học. Bấm vào link để xem chi tiết về khóa học này. Ok, xin chào anh em, bấm like video để ủng hộ tớ nhé. Bye bye.